Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay nguyên đại gia đình mình á bạn, đi bảo bạn ơi. Đi mà đi nguyên. Ai bảo nước luôn. Đi mà nguyên đại gia đình luôn á, ghê thiệt chứ. Dòm dòm ai có ai kêu mình húng mình lại có gian không? Ai có gian đi bảo không? Đi đi bắt chở thê đi vào bắt hến với lại Trang Trang bạn ơi. Có không, con nào bắt con đó mà không biết có không nữa. Nay đi có mẹ mình, cha mình với anh Dạng, Út Như mình. Hôm nay bà Hai trốn rồi, bà Hai mắc giữ con rồi. Quá luôn. Ê con hến. Mấy cái lỗ này nè. Nè các bạn. Đó. Nè. Nè. Ôi nó bự. Cái này đi lụm thôi cậu. Đó. Đó. Đâu. Xẻo đó. Rồi. Ừ. Hụ hết đâu. Hến này như sầu huyết luôn á. Giống sầu huyết luôn hả? Ừ. Về nướng ăn đã luôn không? Y chang sầu huyết luôn, y chang con hến luôn không? Chang sầu huyết luôn. Y chang con hến. Cãi hoài đạp xuống gõ bây giờ nè, cãi sầu không mà. Mè. Chang hến. Nè. Ui, sao bơi gì kỳ vậy? Ê quá rồi. Sao tự nhiên nhóc ở trên trong mé mà bơi ra dưới sông vậy trời? Quá rồi, có không anh? Hả? Đang bóp, đang mò. Bóp. Bóp à, bóp gì? Bóp gì? Bóp bậy bạ nha, ở đây cô hàng xóm nhiều lắm mà. Ngay xuống cầu ngồi chồm hổm bóp luôn. Trời ơi, có bầu mà. Cái này mình mới chống ra xong hả bạn, nên còn ở trên bờ. Ở trên bờ thấy mấy con hến bự quá nên bắt luôn. Tính bơi ra ngoài sông mãi mới bắt Trang Trang bạn. Chị mò Trang Trang. Đâu không? Đi bào có tổ chức á. Đi bào mà có tổ chức luôn đúng không? Chuẩn bị sẵn thủ kìa. Sầu huyết thiệt kìa. Bự. Về đi em luộc cho anh ăn. Có con ăn không hết hả? Rồi hiểu luôn con Bi Sa. Đi theo nữa chịu nổi không? Giống cơm nhão với lại con Ben á anh. Bây giờ con ấy luôn. Rồi nhanh đi, bắt tài lẹ lên. Bơi xiết ra ngoài mò đi. Trời ăn hoài vậy. Tiếp sức hả? Tiếp sức trước đang hồi ra mò hay gì? Hồi ra lặn. Cạn mà, tại sông lại cạn á, bãi bồi. Ông ngoại khởi đầu tiên nha. Đủ má. Trời. Hiểu thiệt chứ, thằng ghế vậy mà nhảy xong bà giờ vợ nhắn xong luôn lại thiệt chứ, thằng ghế. Má. Má đạo thằng ghế thiệt chứ.
Ê, 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 có. Ừ, bự à. Người ta tưởng cái gì tới nữa rồi nãy nghe. Chừng nó bay cái nón đó nghe. cái giò cưng đạp cái là nó dính à. Đâu có mày gãy giò á. Đó giờ có thấy cảnh này chưa? Ủa? Cái hai con mắc lẹo. À hai em mà không? Cái hai con mắc lẹo mà. Xin lỗi các bạn, cái họng mình quá. Cái họng mình hơi quá. Đây con bự rồi. Mẹ mày đâu có giỏi đâu nhớ. Dính đường con ốc vậy bạch ra vô mánh này hả? Có nhưng mà nó lơi gơi không bằng ở mãi nha anh. Nè, một con ốc này mới giữ nè. Tặng cho bà ngoại nè. Đợi cho mặt đập quá, đợi cho mấy mặt đập quá mới nhiều. Ôi có cái đập nha, hôm qua giật nó ngộ hết mày ơi, cũng đẳng á. Thì đi dạy dạy tới mà dạy tới. Rồi bà ngoại không biết đường mò rồi. Ê vậy mình chạy ra ngoài đi. Nước lớn rồi sao? Đừng nhảy xuống nha Pizza. Có không? Đây là Quỳnh Như ơi. Đưa nón em. Nãy trai có đội nón không? Tính nào trôi mất tiêu vậy? Ai có cái dài mình có cái tròn. Lại mà. Lại mà hết. Dạ cái vỏ dưới á, đụng cái ấy nó đâm lên vỏ mẹ, không phải cái cây mẹ cứ. Cái vỏ thứ này đó. À, đó, ông vơ đó, đó đụng vỏ nè. Đó, vơ vậy đụng vậy đó. Ê mò gì nha. Thấy không? Mò nó không có dính con mà dẹp dẹp mà dính con mà một khúc nó chết luôn á. Sùng. Ông ngoại lặn mà. Ông ngoại lặn mà nó sùng mà kéo. Nó thưa, cái trang con. Nó hơi bị thưa đúng không? Ủa cái này còn độc nữa nè nè, nó tè hẻ luôn. Dữ thiệt chứ. Dòm dòm hồi con út cái chừng mất tiêu quá ra. Lặng khí thế luôn kìa. Hộp vậy. Mất tiêu. Thôi rồi, không có cái giò con chó. Cô lãng. Gạ cái giò được rồi, hộp xuống làm chi, hộp xuống mọt cái tay của tới đâu. Đâu, lên mà. Ừ, thì lấy cái giò kẹp lên. Trơn, nó trơn. Kẹp cái giò lên, kìa bỏ vô thao kìa, hồi lụm chết luôn á. Sao mò không đem thao theo? Thấy không? Thấy không? Thấy ổ rồi nè. Vậy sao cha hụt chứ vậy? Ngay ổ rồi nè, Nhân ơi. Ủa, sao ngay ổ rồi kìa anh ơi, quá trời luôn nè, một nấm rồi nè anh. Anh lội đâu dữ vậy? Bỏ vô thao. Hồi nãy xong lấy cái thao ra đây. Chỗ đây. Ba không còn đã thì. Nó ở như một cụm á. Nó đụng cái muốn đứt giò luôn đó. Ừ.
ta tắm. Trời có con. À. Chỗ này hình như ai mò. Chả không mới mò đó. Chỗ này không à. Ừ. Không mới cái đầu lên gì hết trơn á, cái đầu kìa. Sao nó không điện hả? Trời nó cạn vậy đó hả? Hả? Nó cạn. Giáp sông luôn nè. Cạn hiệu à. Ở đây mẹ đứng ở đây hả? Cạn hơn đi sông con nữa. Cả sông con quá à. Dục lại lên đi. Sao vậy? Sao ai cũng nhìn hết vậy? Con đi nhanh dữ vậy à. Mọ không có vậy trơn, đi đuốc đẳng. Anh với mẹ làm gì lẹ dữ vậy? Ăn đụng. Thấy không? Ông ăn mò nãy giờ có ký rồi đó. Đùa mí đánh chút xíu á nó quẹt ngang. Ừ. Cây không? Đạp coi chừng nó mà cứ nói cái cây á. Đánh lừa. Trời cây không nè. Đi mấy chỗ không cây nè. Bên đây nè, bên bãi bội bên đây nè. Cái chỗ cây nó không ở hả? Có, nó ở, nằm xuống dưới mắt lặn. Lấy cái cạp cạp cái đầu đó. Chỗ đất láng nè. Quơ cái bụng nó. Đi xa xuống đây nè, đi xa. Chơi mình nên không muốn chơi với ai chơi nữa. Còn đỡ nó không có hả vậy? Không, nó bảnh ngay cái đầu gà nên nó ít. Ngoài đó, bắt đầu đất xét. Đi rồi lên lên giọt ra ngoài đi. Bãi này hết chữ luôn á. Hả? Lên 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 giọt ra ngoài. Chết. Ghế gì đâu á. Nói làm tôi rớt xong nghe lần. Bãi đây dễ mò, không có dân trang. Sao mà mình khó mò chết. Ừ. Đây bằng nghiến nè, không lửa này có rồi. Xong mình sâu. Sâu hơn cái này ha. Sâu hơn vậy. Sâu hơn. Mình quan cái hết luôn. Có không? Nãy giờ anh có không? Hết luôn à. Này vô hết mà. Thôi. Thôi. Lên đi. Đổi địa điểm. Luôn. Nó còn như phá bằng đó. Thôi còn khối. Rồi rồi lên 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 thôi. Nó còn mấy như con sò huyết luôn á. Bự dữ vậy? Bự ghê luôn. Trời ơi, nè. Bạn. Ba loại luôn, hến nè, chăn chan nè, con này chết rồi. Trời ơi. Nãy giờ bắt để con tay công kỹ để con tay mà nó chết không hay. Hết biết thiệt chứ. Nó còn ở ngoài tao kẹp kẹp ra. Vô được con lục ngâm. Đúng bài luôn không? Đúng bài luôn. Không lẽ ở đây ta kêu bằng con đó luôn. Chết chứ ngoài. Trời ơi. Chim. Đang đu lên. Con đó là nó đó. Chết tiếc thì. Hết đường. Con làm ngôn. Anh nhẹ ngơi kiếm tố ngoài không. Ê, ngoại lớn là ngoại. Con ngoại không chừa hai chùm kìa. Tí rồi đó. Nhiều chưa?
cả ký rồi hả? Ký rồi đó. Ngon ngon ký. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục thẳng tiến thôi. Qua bên đây nè, qua bên đây voi nè. Qua bên voi bên đây nè. Lại là thất bại, chỗ này không có, mình chạy tiếp mà anh ơi. Bên cũ vẫn là ngon hơn. Chết cha rồi, dập rồi. Ê, bị đòn người ta mà sủa chết rồi nha. bữa nay anh đính thân gì anh? Anh im với gì anh? Chắc con ngoại đó nha. Mùa hến. Mùa hến. Mùa ăn rồi, mùa hến ăn luôn. Cậu chín. Hả? Hả? Cái hộp xài. Con hộp xài. Út Như qua đây nè, lù 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 qua đó. Hỏi anh nè, anh chàng đã hốt mất tiêu đi nha. Mò đem này theo gì vậy? Nữ ra. Con đặng cái gì? Muối hả? Ừ. Út Như chứ không ai chứ.
thấy bận nó ăn đó chứ đâu, giờ nãy mới lụm cho trái bận mà không chịu ăn. Ba nó ăn hoài nó thèm. Chi? Như ơi, vỏ kìa Như ơi. Vô mánh lên dạng bữa nay xuống sắt rồi. Ồ giấu he, giấu he. Giấu he. Giấu he. Chơi nãy giờ giấu he. Nghe ổ rồi, nghe ổ rồi, đi qua đây nè. Wow. Ở này nè. Ông ngoại. Con cỡ này cũng có luôn. Dữ rồi. Ông ngoại vô mánh rồi. Đây nè bạn, con bự bự không à. Ý sao khúc nãy sâu dữ vậy ta? Em hết biết luôn rồi nè. Trời ơi. Cứ thả con mẹ. Mẹ. Ôi. Má ơi, con nào con nấy ít thiệt nhưng mà nấy nấy không à. Nè. Ghê thiệt các bạn. Quay bên này mới thấy. Đó. Ghê chưa? Ê dính rồi kìa, không có uống ngoài dính con bự quá kìa. Trời má luôn. Ê heo chi á. Quá bự. Lên coi. Rồi chỗ này. Lý. Vòng vòng. Đừng cho nó. Ê chết chứ ba. Chết là giống mé không à. Ê đây con nè đừng. Lụm một hơi một cái mượn mấy con đó trời. Nó có con lụm trên bá. Vỏ tới. Trời ơi, con giọt. Đã con mới đã. Còn đó hình dữ lắm con luôn. Giọt quá. Trời trời. Thấy không? Chúng động rồi. Ê trời trời trời. Dạ. Nãy em dính con đây rồi như số vỏ làm chi làm em mất tiêu không? Ê nghe bụng. Ê nghe mấy bạch lá á, nó nhiều. Rồi. Dính cái nãy nữa hả? Nè, thọt xuống là lụm á, chỗ này dữ lắm luôn. Lụm cái đầu nè. Dính lắm mô luôn. Con trong không có con ngoài. Ghê thiệt. Sống mà một con ngày nè, có giá trị là đấy không? Biết mẹ không biết nữa. Mi Sa. Con này nói trong mé luôn à. Giống đi cây lúa quá ha. Lúng luôn rồi, ngồi hết lên luôn rồi. Được, được, cái bãi bồi này lên. Lúng luôn rồi. Nhúc nhúc mà lúng như kéo hết lên luôn nè. Vỏ cũng chả cũng chả. Bay lên lụm. Nó không xuống mày thấy được.
Thì con nào nó như sầu huyết là cá này găng me được á, ngon luôn á. Hến găng me. Bự. Lú 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 lên. Nhà hến mở trên mé ngộ ha. Lúng mũi luôn rồi. Chục con. Được chục mới sợ. 2 4 7 con à. Khui thành quả nha các bạn. Nay nhà mình về hết rồi nè. Quá trời gió luôn rồi nè. Bão tới rồi. Bão tới nên về bạn ơi. Đèn mù mịt trời mây gió. Khui thành quả một phao đây. Ghê chưa, ghê chưa. 4 2 4 5 người. 5 người. Đi mò. Hết biết nhiều rồi. 5 người đi mò hết biết nhiều rồi. Nè. Trời ơi con nào nấy. Cái gì? Con nào con nấy á, nó xứng đáng ghê đồng luôn đó các bạn. Nè. Ít thiệt nhưng mà con nào nấy bự cho bá. Thôi giờ lên nhà nha các bạn. Thôi lên nhà hết bạn ơi. Thành quả là được nhiêu đây? Út cầm lên Út ơi. Đó, Út bưng không nổi luôn nè. Đó. Quá trời luôn. Thôi thì clip đến đây mình cũng kết thúc nha các bạn. Clip đến đây mình xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở clip sau nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye. Không thấy gì hết trơn á, chỉ thấy cốm không à. Cốm của Út Như. Cái bằng thôi chào các bạn nha.